Alo, Tiến Hưng có mặt chưa em? Hưng ơi. Dạ em đây này. Ok, mời em. Dạ hát luôn. Luôn, sao nữa? Bật cam được cộng điểm không thầy? Cái này là em có đi học buổi đầu thì em sẽ không hỏi, khả năng là em không đi học buổi đầu rồi. Mà em ô say hèn u si bài giờ đoàn ở ly lại qua sầu bao ly vi hay ở giữa twilight là gì u vô say em bài xa to the very sky oh come between us were so unleashing rocket ra The bombers sting in air, gây bù nạn, self đó xin hết thầy. Không bật cao mà Hưng, Dạ. là chuẩn bị hát hay là hát rồi vậy? Dạ hát rồi. Hát rồi không bật cao mà. Dạ không. Ok, cảm ơn Hưng. Rồi, chúng ta có một số câu hỏi, đây, cụ thể là thầy thấy có câu hỏi của nhóm số 4 phải không? Còn nhóm 1, nhóm 3, nhóm 5 chưa có hả? Alo, nhóm số 2 có đây không ạ? Dạ có thầy ơi. Ok, em thấy có câu hỏi mình em có khoảng 10 phút để trả lời các câu hỏi các nhóm. Rồi. Dạ. Các bạn gửi sớm quá. Rồi có nhóm 4 của Phát gửi từ 9 giờ 20 kìa. Nhóm đã nghiên cứu câu đó chưa? Dạ rồi ạ. À. Em đã thấy câu của nhóm 5 rồi. Thầy, những câu hỏi mà gửi sau 9 giờ 25 thầy có được chấp nhận không thầy? Được được, không sao đâu em nhá. Nếu mà khó quá hay gì là trục trặc thì để thầy xử lý nha. Về câu số 5, quên câu của bạn nhóm 4 thì bạn Ngọc Long sẽ trình bày về câu trả lời của nhóm em. Hồi nãy là Long có trả lời cái câu hỏi về cái anh 35 tuổi có vợ hai con mà vợ đang thất nghiệp. Còn một anh là 25 tuổi thì điều kiện gia đình kinh tế đầy đủ. Thì trong cái tình huống này á thì mình nên dựa vào nhu cầu. Tại vì theo cái ví dụ thì người ta đã chỉ ra rằng là hai anh làm việc ngang nhau và kết quả ngang nhau. Phù, nói chung là những mọi thứ đều ngang nhau. Nên là khi mà dựa vào cái thuyết công bằng á thì nó không có phù hợp, tại vì dựa vào điều kiện hoàn cảnh của hai anh thì nó thể hiện là hai anh cần cái gì thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn mà khi mà mình có một cái tình huống khác, ví dụ như là anh này làm biếng làm việc, anh này không muốn làm việc, hay là anh này chỉ đi đi làm chấm trong thôi. Còn anh kia thì mình cố gắng làm để được tăng chức tăng lương hay là được nhận thưởng gì đó, thì mình sẽ dựa vào cái khối lượng công việc của từng anh để mà mình có thể thưởng hoặc là tăng lương cho hai em, cho từng anh. Ví dụ như là ví dụ anh A thì làm việc rất là chăm chỉ, rất là có nhiều ý kiến trong mà phát biểu hay là trong công việc, thì khi mà đạt hiệu quả công việc cao thì anh A sẽ được thưởng nhiều hơn. Còn anh B thì lười biếng hoặc là đi làm để chấm công hay là làm cho có thì hiệu quả công việc thấp, thì anh B sẽ không được thưởng hoặc là có thể là sẽ bị trừ lương. Thì mình sẽ dựa vào tình huống để nên xem xét là áp dụng là mình khi nào mình sử dụng thuyết nhu cầu và tình huống nào thì sử dụng thuyết công bằng. Bạn phát rõ chưa ạ? Mình sẽ bổ sung thêm một chút về câu trả lời của Long là khác câu hỏi là tình huống nào thì chúng ta nên xem xét thuyết nhu cầu và tình huống nào nên áp dụng thuyết công bằng. Thì
Trước hết là đi từ lý thuyết bản chất thì chúng ta thấy là thuyết nhu cầu thì nó sẽ đi có 5 mức độ và đi từ thấp tới cao, xét từng mức độ thấp nhất về nhu cầu sinh lý cho tới mức độ cao hơn là đến mức độ thứ 5. Thì còn cái thuyết công bằng thì nó lại xảy ra khi mà người nhân viên so sánh đối chiếu giữa cái tỷ lệ input đầu vào và output đầu ra của họ, tức là những cái gì mà họ làm và những thứ họ nhận lại. Thì chúng ta nhìn thấy là giữa cái độ bao quát hơn thì rõ ràng là thuyết nhu cầu nó có tính bao quát hơn. Và khi mà trong cái thuyết công bằng thì rõ ràng bạn thấy là nó chỉ đề cập tới hai vấn đề chủ yếu là input và output. Thì khi nào chúng ta nên áp dụng? Khi mà nhân viên không cảm thấy không có sự công bằng ở đây, hoặc là bạn cảm thấy là cái lý do xuất phát, cái động lực làm việc của nhân viên nó bị giảm hay nó tăng lên, nó giảm xuống bởi vì là do cái input output mà người ta, cái input người ta bỏ ra không nhận lại được cái sự thành quả xứng đáng. Còn về thuyết nhu cầu thì mình giả dụ như trường hợp, ví dụ như trong một tổ chức đi, bạn muốn là giữ chân nhân viên của mình, và bây giờ là bạn sẽ nghĩ xem là nhân viên của mình là cần điều gì, thì bạn cho 5 mức thang nhu cầu ra và bạn đối chiếu. Giả dụ như họ là những người mà thu nhập thấp kém, đến thậm chí là cái ăn cái mặc họ đang còn phải lo, thì tất nhiên là điều cái nhu cầu nào đang còn thiếu, rõ ràng là nhu cầu sinh lý, những cái thiết yếu nhất như là đồ ăn, đồ uống hoặc là những cái sinh hoạt hàng ngày, thì rõ ràng lúc đó chúng ta nên áp dụng thuyết nhu cầu. Còn ngược lại ở cái thuyết công bằng thì đó là khi mà họ nhận được cái thành quả không xứng đáng. Đó là câu trả lời của nhóm mình về câu hỏi của nhóm 4. Nhóm có thắc mắc gì thêm không? Nếu như mà không có thắc mắc thì chúng ta sẽ chuyển sang câu của nhóm số 5 là các lý thuyết chúng ta vừa học nhằm hiểu được nhu cầu của người lao động. Vậy theo nhóm thì trong các nhân viên có người đầy đủ điều kiện sinh hoạt dư dả, muốn đi làm cho đỡ nhàm chán thì cần làm gì để thúc đẩy họ cố gắng làm việc? Câu này thì như cái điều kiện mà nhóm số 5 đưa ra là nhân viên ở đây là cái người mà có điều kiện sinh hoạt dư dả, muốn đi làm cho đỡ nhàm chán, thì mình dùng ngay thuyết đầu tiên đi, là thuyết 5 cấp bậc nhu cầu của Maslow. Thì bạn nhìn thấy, bạn có thể thấy là nhân viên này đang ở thang thứ bao nhiêu? Mọi người có... À không, từ rồi. Xin lỗi mọi người. Rõ ràng là họ về nhu cầu thiết yếu thì chắc chắn là có rồi. Nhu cầu được an toàn cũng có luôn. Nhu cầu được hòa hợp họ cũng có thể có luôn. Và mình nghĩ là họ đang hướng tới cái nhu cầu cao nhất là nhu cầu thể hiện bản thân, là họ muốn sáng tạo hoặc là thể hiện khả năng của mình, họ muốn là cống hiến nhiều hơn, ví dụ như là Steven Jobs hoặc là những cái người nổi tiếng, người Bill Gates. Bây giờ họ làm việc không bởi vì là họ kiếm tiền nữa, mà họ chỉ muốn là cống hiến cái sức lực, cái khả năng của mình thôi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta cần làm gì để họ cố gắng làm việc? Thì nhằm vào cái mục tiêu của họ đó, mình phải tạo được cái hứng thú trong công việc, cho người ta nhiều cái cơ hội mới để thể hiện bản thân hơn. Chứ không, ví dụ như bạn giao một việc cho người ta, bạn nói là người này thì chắc chắn không phải nói, tôi sẽ thưởng cho anh bao nhiêu tiền đó, hoặc tôi sẽ cho anh du lịch hoặc này nọ. Không, họ muốn là thể hiện bản thân, thì cái phần thưởng hoặc là cái mục tiêu, cái mà mình cần hướng tới đó chính là họ sâu diễn được nhiều khả năng nhất. Ví dụ như là bạn có thể cho họ nhận được cái sự cổ vũ như là những cái bằng khen hoặc là những cái lời khen ngợi từ những người khác, kiểu như vậy. Nhóm 5 đã rõ về câu trả lời của mình chưa? Các bạn còn gì thắc mắc nữa hay không? Cảm ơn các bạn nhóm 5. Bạn Đức Minh của nhóm 1
có câu hỏi là bạn có thể nói sơ về lịch sử các tác giả và các thuyết đã bắt gặp tình huống nào để đưa ra thuyết đó không? Cho trả lời chưa Huyền? Ok, xin mời bạn Ngọc Long. Về cơ bản thì mình sẽ không đưa ra được, mình có thể không đưa ra được cái lịch sử về các tác giả đó đưa ra được cái tình huống gì để nói về các thuyết. Nhưng mà về cái trong cái xuyên suốt bài thuyết trình của tụi mình cũng cả nói sơ về các tình huống để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn về cái các thuyết mà các bạn đang bàn luận mà nhóm tụi mình đang cho các bạn thấy. Thì ví dụ như về cái nhóm nhu cầu của Smart Low thì nãy giờ mọi người cũng đã bàn rồi. Còn thứ hai là nhu cầu về thuyết công bằng thì cũng đã có là có về khối lượng, so sánh về khối lượng công việc thì các bạn cũng đã có thể hình dung ra được. Và hai thuyết còn lại thì mỗi thuyết mình cũng đã có một cái tình huống riêng cụ thể rồi. Còn nếu mà có tình huống nào bạn không rõ thì mình có thể sẽ giải thích thêm cho bạn. Mình xin hết. Sau đây hỏi nhóm 3 có nhóm 3 là của bạn Đạt ạ. Đạt về nhóm số 1, nhóm số 1. Còn nhóm 3. Nhóm 3, vậy còn nhóm 3. Nhóm 3 câu hỏi của nhóm 3 là để đảm bảo nhu cầu quan hệ. Đấy là nhóm 2 hay là nhóm 3? Nhóm 3 thầy. Cần tạo điều kiện làm việc theo nhóm, tạo cơ hội giải quyết cho mọi người. Sorry, mình cần một chút thời gian để hiểu câu hỏi của nhóm 3. Đạt ơi, em có thể diễn tả câu hỏi của em một cách rõ ràng hơn được không? Đạt ơi, bạn có thể... em hiểu câu hỏi của bạn Đạt rồi. Có phải là Đạt hỏi là làm thế được... tổ chức cần làm gì để đáp ứng cái nhu cầu mà hợp tác rồi là làm việc nhóm, cũng như là mọi người tham gia vào cái công việc chung của tổ chức, đúng không? Đúng không Đạt? Đúng rồi em. Quyền, câu này mình trả lời hay ta trả lời? Mọi người trong nhóm có ý kiến? Để không mất làm thời gian, không mất thời gian của mọi người thì em cũng đại diện nhóm xin trả lời luôn. Hoặc là nếu mình trả lời xong thì nhóm mình có bổ sung gì có thể bổ sung theo nha. Thì cái vai trò của người trưởng nhóm rất là quan trọng để điều hành cái doanh nghiệp hoặc là tổ chức. Tại vì theo em thì khi mà mình có một cái trưởng nhóm mà hiểu được nhân viên đang cần gì và nhân viên muốn gì thì đó là một người trưởng nhóm có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của nhân viên. Còn nếu mà một trưởng nhóm mình không quan tâm, mà lơ là đến, mà không khuyến khích mọi người cùng tham gia hoặc là không tạo cơ hội cho mọi người thì đó là một người trưởng nhóm có thể là gọi là không quan tâm đến cái vấn đề mình tham gia hoặc là cái vấn đề mình làm việc. Thì theo em thì tổ chức nên lựa chọn những cái doanh nghiệp, những cái trưởng nhóm hoặc là những cái người điều hành mà người ta có thể hiểu được nhân viên đang nghĩ gì thì có thể đáp ứng được tất cả mọi thứ. Về câu hỏi mà cần tới sự, khi mà các nhân viên cần tới cái sự tương tác với nhau trong doanh nghiệp thì mình nghĩ là ví dụ như doanh nghiệp có thể là tổ chức các cái buổi team building hoặc là những cái hoạt động giao lưu để mọi người có thể biết nhau nhiều hơn. Bởi vì là có thể là trong công ty, doanh nghiệp có rất là nhiều cá nhân nên là những cái hoạt động chung thì có thể là khuyến khích mọi người rất là nhiều. Và đó là câu trả lời của mình dành cho nhóm 3. Các bạn còn gì thắc mắc nữa không ạ? Ngoài ra thì mình có thể có những cái dự án mà các phòng ban có thể chung với nhau để tạo mối quan hệ. Chẳng hạn như là nhân viên sale có thể làm chung với phòng marketing để bán sản phẩm.
thì đó có thể là mình sẽ có thể tạo được mối quan hệ trong doanh nghiệp và tổ chức. À, em nghĩ là tất cả các nhóm đã được giải đáp hết rồi thầy ạ. Rồi, cảm ơn phần trình bày cũng như trả lời câu hỏi của nhóm số 2. Cảm ơn các câu hỏi của nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Đối với bài trình bày này, thầy có một số nhận xét như này ạ. Thứ nhất là về thời gian, các bạn nộp bài rất là đúng hạn với các cái file và phần chuẩn bị của chúng ta là đúng yêu cầu. Phần thuyết trình của chúng ta về mặt thời gian thì nó hơi lố chút xíu. Nó có thể liên quan đến sự cố kỹ thuật bất ngờ, cho nên cái trò chơi cao hút nó đã bị kéo dài hơn so với dự kiến. Thành ra là tổng thời lượng của chúng ta hơi bị lố chút xíu. Thì cái này thì online quả thực rất khó nói trước ha. Bỗng nhiên nó bị ngắt mạng hoặc là nó trục trặc gì đó thì cũng thông cảm. Nhóm có một ưu điểm là huy động được 100% thành viên tham gia vào quá trình trình bày. Mặc dù một thành viên sức khỏe không tốt như là Kim Ngân nhưng mà cũng nỗ lực hoàn thành cái bài trình bày của mình. Cơ bản là các bạn có kỹ năng trình bày, thầy nghĩ là tương đối ổn, đúng không ạ? Chúng ta nói rất là rõ ràng và trình bày mạch lạc cái ý tưởng của nhóm để các bạn có thể dễ theo dõi. Cho nên thầy nghĩ là đây là một điểm rất là tốt. Chuyên ngành của chúng ta cần phải có những người trình bày tốt và các bạn đã làm được đến mức như thế này thì thầy nghĩ là ổn. Về nội dung, chúng ta trình bày các lý thuyết theo yêu cầu của thầy và với những lý thuyết hết sức cơ bản như thế này, chúng ta có thể thấy là có cái thuận lợi nhất định cho nhóm. Chẳng hạn thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow đi. Với 5 cấp bậc như vậy thì chúng ta trình bày như thế nào để các bạn dễ hiểu. Nhóm cũng có cái phân tích và lấy ví dụ các lý thuyết để cho bài trình bày của chúng ta hấp dẫn hơn. Một lý thuyết rất là hay là lý thuyết công bằng và lý thuyết kỳ vọng. Đây là lý thuyết dựa trên quá trình. Và khi bạn tác động một lực vào A vào một vật nào đó thì vật đã không đứng yên mà vật đã sẽ tác động sang vật B. Cũng tương tự như vậy, trong quá trình tạo động lực thì khi các bạn trả nhân viên một phần thưởng thì nó không chỉ có sự hài lòng tại thời điểm đó như trong đoạn clip mà nhóm trình bày đó. Bạn thưởng hay bạn không thưởng nó phát được một tín hiệu rất là rõ ràng là tổ chức có ghi nhận hay không, và sau khi tổ chức ghi nhận thì họ làm gì, sau khi tổ chức không ghi nhận thì họ làm gì. Cho nên bạn làm hay bạn không làm thì nó đều phát ra một tín hiệu rất là mạnh mẽ cho người nhân viên. Nếu người nhân viên trong đoạn clip đó hiểu rằng tôi nỗ lực làm ngày làm đêm mà anh thưởng cho tôi thì tôi sẽ nỗ lực đi sớm hơn và tôi sẽ làm hoàn thành tốt. Nhưng nếu cứ hết lần này tới lần khác tổ chức làm sao trì hoãn việc khen thưởng và ai cũng như ai, thì người lao động có xu hướng là họ sẽ không nỗ lực và cố gắng để hoàn thành cái phần công việc của mình ở mức độ vừa phải thôi ạ. Vậy thì chúng ta phải phát đi tín hiệu như thế nào? Lý thuyết hai nhân tố của Herbert là phần trình bày của Kim Ngân á, thì đây là một lý thuyết rất là hay. Và lý thuyết này nó cho rằng có những yếu tố, ví dụ như yếu tố duy trì đi ạ, bạn làm tốt nó cũng không động viên được người lao động đâu. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ thầy bỏ yếu tố duy trì đi, chỉ làm những yếu tố động viên thôi ạ, thì có ổn không? Đây câu hỏi nhỏ nhỏ đối với nhóm ạ. Theo nhóm của Phương Huyền, nếu theo Herbert đó là chúng ta phải có yếu tố duy trì liên quan đến tiền lương, liên quan đến những cái đãi ngộ mà vật chất đấy ạ. Và cái yếu tố thứ hai là yếu tố động viên liên quan đến đến cơ hội thăng tiến. Vậy thì theo em, nếu bây giờ mà tổ chức bỏ đi yếu tố duy trì mà chỉ tập trung cái yếu tố động viên thôi, vì động viên làm tốt thì được động viên hài lòng, còn duy trì mà làm tốt cũng chỉ là hết bất mãn thôi. Vậy thì theo em thì tổ chức có bỏ được không, và nếu không hay là có thì tại sao? Thầy chỉ có một câu hỏi nhỏ vậy thôi ạ. Em là không. Dạ vâng. Từ từ lòng. Em xin một phút nữa thầy. Dạ. Dạ, thưa thầy, em sẽ đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi của thầy. Tại vì em nghĩ là nếu mà làm nhà quản trị thì mình cần phải lưu ý và đáp ứng cả hai cái
nhóm nhân tố này chứ không nên bỏ một nhóm nào hết, và đặc biệt là cái nhóm yếu tố duy trì. Thì như tụi em cũng đã có đặt ra cái ví dụ á, thì nếu như mà mình không đáp ứng cái nhân tố duy trì á, thì mà chỉ tập trung vào nhân tố động viên á, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhân viên cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Nghĩa là mình phải đáp ứng cho nhân viên là từ không bất mãn lên tới ấy, từ bất mãn lên không bất mãn trước, rồi sau đó thì mình mới làm cho nhân viên tiếp tục cảm thấy hài lòng. Rồi, có nghĩa là theo quan điểm của nhóm là chúng ta vẫn phải đảm bảo cả hai yếu tố này đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. Dạ, ok, cảm ơn em. À, các bạn xem đá banh các bạn thấy đó, một đội bóng mà ghi bàn rất là tốt vẫn có thể thua trận. Vì sao? Vì bàn thắng đó, mình ghi được một bàn thì có thể đối thủ đã ghi được hai bàn. Cho nên nếu muốn mà mình chiến thắng thì ngoài cái tiền đạo phải ghi bàn tốt ra, giành chiến thắng ra, thì cái đội hậu vệ hay là thủ môn của chúng ta phải giữ sạch công thành. Và ai đá bóng rồi bạn biết là nếu chúng ta lao lên phía trên mà ở dưới hàng thủ và thủ môn mà lụp chụp ạ, là chúng ta không có tâm lý để ghi bàn đâu ạ, lo lắng lắm. Nhưng chúng ta có một thủ môn rất là cứng và một hậu vệ rất là tốt chẳng hạn, thế thì những người ở bên trên á, người ta tập trung hoàn toàn nỗ lực vào việc ghi bàn rất là tốt. Trong đội bóng phải cân bằng giữa thủ và công, cũng giống như là viết hai nhân tố của Herbert. Bạn thấy đó, nếu chúng ta không xây dựng yếu tố duy trì, mất đi cái nền móng thì rất khó để người lao động có thể ở lại tổ chức, chứ chưa nói là động viên người ta. Cho nên yếu tố duy trì và động viên cần phải được làm kết hợp với nhau, và theo quan điểm của nhóm trả lời là thầy hoàn toàn đồng ý nhé. Chứ không phải là thấy yếu tố động viên nó làm hài lòng, còn yếu tố duy trì chỉ hết bất mãn thì ta bỏ đi. Giống như một lâu đài xây trên cát thì nó rất là dễ bị sụp, bởi vì cái chân nó không có vững. Vững là gì? Là con người dù người ta rất là yêu công việc, nhưng nếu không trả lương thì điều gì xảy ra? Người ta cũng đến nghỉ mà thôi nhá. Cho nên là thầy đánh giá là nhóm hiểu bài, ok, ăn bài đánh giá là tốt. À, thầy sẽ nói một chút xíu đến cái phần trên số 4 ngày hôm nay nhá. À, Long có nhìn thấy slide của thầy không em? Dạ thấy thầy rồi. À, cảm ơn em. À, đối với tình huống này thì chúng ta có thể trở lại vào bài tập cá nhân cuối giờ. À, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hệ thống một chút xíu liên quan đến động cơ và nhu cầu. Hãy tưởng tượng chúng ta bắt đầu buổi học vào lúc 7:10, và như bạn thấy đó, bạn Long thường ăn sáng rất là trễ, cho đến 7:10 bạn Long thường chưa ăn sáng, rất là đói. Vậy thì nếu vào lớp thì bạn Long sẽ nghĩ đến cái gì? Bạn Long sẽ nghĩ đến đồ ăn, phải không ạ? Cho nên đôi lúc bạn Long 8:30 bạn nói rằng em đang trên đường đi mua đồ ăn đó. Bởi vì nếu chúng ta đói chúng ta rất khó tập trung học. Con người cũng vậy, đúng không? Khi chúng ta mà không có động lực làm việc thì chúng ta đừng nghĩ cái gì. Rồi. Một cảm giác xuất hiện mà nó thôi thúc bạn phải làm gì đó, tìm ra đó để ăn. Và sự kết hợp giữa cảm giác và ý nghĩ đó người ta gọi đó là động cơ. Động cơ. Vậy động cơ học và động cơ ăn. Cái người mà đang rất là đói thì động cơ học nó sẽ yếu và động cơ ăn nó sẽ chi phối, phải không ạ? Những cái người mà đến tuổi 20 mà vẫn chưa có người yêu á, thì đôi khi là đói mà chúng ta vẫn chịu được, nhưng mà nếu mà lễ Tết mà không có người yêu đi chơi cùng là chúng ta cảm thấy rất là khó khăn. Vậy thì cái động cơ tìm người yêu nó mạnh hơn động cơ là đi ăn. À. Và thứ mà khoảng động cơ người ta gọi là nhu cầu. À. Và chúng ta thử xem hoạt động cơ chế nó như thế nào. Động cơ mà đủ mạnh thì nó buộc chúng ta phải làm gì đó để tìm kiếm. Chẳng hạn đói quá thì người Việt Nam có câu là đói thì đầu gối phải bò đó. Đúng không? Đó. Mức độ hài lòng, thỏa mãn, và chúng ta sẽ thỏa mãn cái này. Vậy động viên là gì? Động viên là gì? Chúng ta học rất là nhiều rồi, những động viên chúng ta nhớ nó là từ motivation, nó là một từ ghép, vậy thôi. Nó có ý nghĩa như thế nào? À, nếu bạn nhớ cái từ motivation này thì bạn đã biết cách động viên rồi. Bởi vì sao? Đây là một từ ghép, nó gồm hai thành phần là motive và action. Motive là gì? Là động cơ, và action là hành động. Vậy thì muốn động viên chúng ta chỉ cần hiểu cái động cơ của họ và lấy hành động của chúng ta đáp ứng cái động cơ đó. Nếu hiểu một người nhân viên còn đang nghèo khó, họ đi làm vì cái gì? Vì kiếm tiền. Vậy thì hành động của chúng ta là hãy trả lương cao. Một sinh viên có điều kiện kinh tế rất là tốt, đi làm để trải nghiệm. Vậy thì lương không phải là yếu tố quá quan trọng. Anh ta cần cái gì? Động cơ của anh ta là được thể hiện. À, mình là một người làm công việc rất là tốt. Để làm gì? Để có thể thăng tiến, hoặc khẳng định với gia đình là con có thể làm công việc này tốt. Vậy thì với những con người như vậy, hành động đáp ứng của mình là trả lương cao chưa chắc đã giữ chân họ được. Mình có thể phải bổ nhiệm họ, hoặc là có những hình thức khen thưởng trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cho gia đình, người thân bạn ấy hiểu rằng ô, đây là một con người làm việc rất là giỏi. Vậy thì động cơ của mỗi người khác nhau thì hành động đáp ứng của chúng ta cũng phải khác nhau. Một sinh viên bước vào lớp môn hành vi này với mục tiêu là được 10 môn hành vi. 10 điểm.
Vậy mà thầy chỉ khen thôi à, không có ghi nhận cộng điểm gì cả. Thế thì buổi sau bạn ấy cũng sẽ nản. Nhưng một bạn vào đây để làm gì ạ? À? Để được chia sẻ, để được hát chẳng hạn. Ô, nhưng mà buổi nào bạn ấy cũng đi trễ mà không được hát. Tự nhiên bạn ấy cũng giảm động cơ và cuối cùng bạn ấy làm sao? Bạn ấy nghỉ học luôn. Em đi trễ để thầy gọi em hát mà. Tại sao thầy không cho em hát? Vậy thì cái động cơ của bạn ấy đi học là gì ạ? À? À, mang tiếng hát, mang cái không khí vui vẻ đến mọi người. Vậy mà thầy không cho bạn ấy thể hiện. Vậy thì hành động của thầy đã không đáp ứng được động cơ. Một bạn vào lớp muốn được giơ tay phát biểu, muốn được chia sẻ rất nhiều nhưng mà thầy lại không bao giờ gọi bạn phát biểu chẳng hạn. Thế thì động cơ của bạn ấy cũng suy giảm bởi hành động của thầy đã đáp ứng sai. Các lý thuyết chúng ta đều thấy nó xoay quanh cái motivation này hết các bạn. Đó là động cơ và hành động. Và lý thuyết nổi tiếng nhất chắc chắn đó là lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow. Nhóm đã trình bày rất là kỹ với phần trình bày của bạn Long và bạn Đài, phải không ạ? Rồi, Maslow nói điều gì? Nó có hai nhóm nhu cầu, phải không ạ? Một nhóm là nhu cầu bậc thấp, chúng ta trả tiền, chúng ta xây một ngôi nhà lưu trú an toàn. Đó là nhu cầu bậc thấp các bạn ạ. Chúng ta là con người, cho nên đáp ứng cái phần con, đó là nhu cầu bậc thấp. Còn phần người của chúng ta là social, là tôn trọng, là tự thể hiện. Và đây gọi là lý thuyết cấp bậc nhu cầu. Khi bạn đói, thế thì bạn chẳng suy nghĩ được cái gì sáng tạo đâu. Theo Maslow là như vậy đó. Bạn sẽ phải ăn đã, phải no đã. Đó. Và câu chuyện này chứng kiến rất là rõ ràng trong cái thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh này. Tất cả các cửa hàng có thể đóng cửa, nhưng riêng cái cửa hàng mà cung cấp gạo, dầu ăn, rồi là ga để nấu ăn, rồi lương thực, thực phẩm thiết yếu, không được đóng cửa. Chúng ta cho nhau vài 300 ngàn, lúc đó không quý bằng chúng ta cho nhau vài 3 ký rau, vài 3 gói mì. Bởi vì lúc đó làm sao ạ? Nhu cầu của chúng ta là tồn tại, vượt qua cái giai đoạn khó khăn ở Sài Gòn này đã. Sau đó tính tiếp. Tiền có mà không mua được đồ ăn, thì nhờ bộ đội đi, hoặc là nhờ chính quyền mua đúng. Đúng không ạ? Đó là giai đoạn khó khăn, chúng ta hiểu. Đó là con người của chúng ta cũng phải thỏa mãn nhu cầu bậc thấp. Chúng ta một lần nữa xác nhận tháp nhu cầu bậc cấp bậc của Maslow rất là chính xác. Khi ta đói, khi ta không an toàn, ta sẽ phải đánh đổi bằng nhiều thứ, cho nên con người sẽ vươn tới cái đó đầu tiên các bạn ạ. Thùng mì gói rất là quý, vài ba ký rau rất là quý trong cái thời điểm Covid khắc nghiệt ở thành phố Hồ Chí Minh, rất là ghê gớm. Rồi an toàn, nhờ vào ai đó chích cho một mũi vaccine, nó quý hơn rất nhiều là người ta cho chúng ta vài ba chục triệu, bởi vì lúc nó an toàn về tính mạng. Hay một sinh viên, chúng ta đi học để phục vụ cái nhu cầu an toàn của chúng ta về công việc trong tương lai. Và bạn để ý không? Cái nhu cầu bậc thấp của con người á là thỏa mãn phần con. Cho nên chúng ta có nuôi thú cưng thì chúng ta cũng nhớ là cái nhu cầu bậc thấp này của con người và con thú cưng đó, nó cũng giống nhau. Đói thì làm kèm đấy. Một xã hội mà rất có rất nhiều khủng hoảng, rồi là khủng hoảng chính trị này kia, thì bạn thấy đó, nó dễ sinh ra vấn đề thất nghiệp. Và từ thất nghiệp đó, người Việt Nam nó là bần cùng sinh đạo tặc đó. Khi mà khó khăn quá thì người ta kiếm cái ăn, và đôi khi họ bất chấp tất cả. Bất chấp. Còn nhu cầu bậc cao là thể hiện phần người của chúng ta. Giống như chúng ta phải tham gia mạng xã hội này, chúng ta có điều kiện rất là tốt, ổn về kinh tế rồi, thế thì chúng ta phải thể hiện em có bao nhiêu người bạn trên mạng xã hội, em tương tác với người ta như thế nào. Và trong doanh nghiệp thì em có kết nối được với ai không. Nhu cầu thứ tư, bậc cao thứ tư là nhu cầu gì ạ? Là tôn trọng. Tôi muốn được tôn trọng. Vậy bạn theo học trường này hay trường kia, nó cũng thể hiện sự tôn trọng của xã hội đối với ngôi trường của chúng ta theo đuổi. Vì sao? Vì cái trường này là sinh viên giỏi này, vì cái trường này là có nhiều người danh tiếng ở đây này. Vậy thì chúng ta vào ngôi trường đó vì chúng ta muốn được người khác đánh giá ngôi trường mình học là ngôi trường có thương hiệu. Và nhu cầu cao nhất đó là nhu cầu gì ạ? Được tự hoàn thiện hay tự thể hiện bản thân mình. Đó. Bạn anh em một số bức hình này ạ. Bức hình này là một cơn sóng vài chục mét đang xô vào bờ. Đây là một cái sự kiện rất là đau lòng của quốc gia phát triển bậc nhất châu Á, đó chính là Nhật Bản. Đây chính là thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011 các bạn ạ. Những cột sóng cao cả chục thước đánh vào đất liền, và nó đã khiến cho nhiều thành phố, đặc biệt là một thành phố của Nhật Bản, gần như là bị xóa sổ. Bởi sao? Bởi những con tàu lớn như thế kia nó còn đánh lên bờ được mà. Những ngôi nhà trở thành bình địa mà. Cho nên kết quả cuối cùng là không còn gì để ăn.
chính phủ Nhật Bản buộc phải làm gì ạ? Mở những cái trung tâm hỗ trợ người khó khăn. Và bạn thấy đó, người ta xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Một năm sau tại một quốc gia Đông Nam Á của chúng ta, hơn một năm sau, cơn bão Hai Giang hay người Việt Nam gọi là cơn bão Hải Yến đấy, có cái cường độ cực kỳ mạnh, gió cực kỳ lớn, sóng cao, và một hòn đảo của Philippines hứng chịu cơn bão này, cơn bão Hải Yến này, những con tàu cũng cả hàng ngàn tấn cũng bị đẩy lên bờ, thuyền bè cũng bị tan tác, nhà cửa thì cũng bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Điều gì xảy ra sau đó ít ngày? Người dân bắt đầu tràn ra ngoài đường để cướp phá. Câu hỏi đặt ra là tại sao bức hình này chúng ta nhìn thấy họ xếp hàng? Họ có đói không? Đói chứ, họ xếp hàng. Tại sao bức hình này chúng ta nhìn thấy họ lao và họ cướp phá? Nếu mà nói thì là tại Nhật Bản nó phát triển, dân nó có văn hóa này kia. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu lý thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow thì chúng ta lại hiểu rằng hai cộng đồng người này họ đều đói như nhau hết á. Tại sao nó lại thôi thúc cộng đồng này làm cái này, tại sao thôi thúc cộng đồng kia xếp hàng để nhận đồ cứu trợ? Nó không chỉ dừng lại ở vấn đề văn hóa các bạn ạ, nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Theo bạn, tại sao người ta lại xô đẩy, người ta cướp phá những cửa hàng ngay khi người ta đói một hai ngày, trong khi đó ở Nhật Bản thì họ lại xếp hàng các bạn? Trong khi ở Nhật Bản thì họ lại xếp hàng, thậm chí đe dọa là bán luôn. Bạn nào nhỉ? Theo bạn thì tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao có sự khác biệt giữa Nhật Bản và Philippines như vậy? Rồi Long sao Long? Dạ thưa thầy, thì theo em thì khi mà người dân Nhật Bản á, là họ đang ở, có thể là cái lối sống, cái văn hóa của người Nhật Bản á, người ta đang ở cái nhu cầu cấp bậc rất là cao, giống như là bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5. Thì mình thông thường thì khi mà người ta trở về cái cấp bậc 1 á, thì người ta vẫn mang cái hơi hướng của những cấp bậc cao, giống như là mình cần được tôn trọng hoặc là mình cần được nể trọng, thì mình nói chung là mọi người đều phải giống như là giữ cái giá của mình đó, thì người ta xếp hàng. Còn những người ở Philippines thì thông thường thì người này thì đang có cái mức sống với lại là nhu cầu của họ chỉ bình thường, là chỉ có ở mức 1 và 2 là nhu cầu thấp. Thì khi mà đại họa xảy ra, giống như là thiên tai xảy ra, thì nhu cầu của họ đã bị ảnh hưởng. Thì kiểu như là họ chỉ có một nhu cầu duy nhất là những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà khi mà thiên tai xảy ra thì nhu cầu của họ đã bị ảnh hưởng, thì họ mới bắt đầu giành giật, bắt đầu giật lấy những cái nhu cầu của mình. Rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi, em xin em không. Alo, anh như là Thảo phải không em? Thanh hả? Anh ơi. Dạ, em đồng ý với ý kiến của bạn Long, là em muốn bổ sung một xíu nữa là em nghĩ là Nhật Bản thì là một nước có tỷ lệ mà bão thì nhiều, nên là người dân đã có cái cách ứng phó với lại cái lũ lụt, những cái bão như thế này. Còn người dân Philippines thì em nghĩ là họ ít chịu thiên tai như Nhật Bản hơn, cho nên là cái cách hành xử của hai cái quốc gia này nó khác nhau. Thì cũng đồng ý là Nhật Bản là một quốc gia hứng chịu rất nhiều thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn động đất vậy ạ. Một năm Nhật Bản không phải có vài chục cơn mà theo cơ quan đo đạc địa chất của Nhật Bản ấy, nó phải bị vài ngàn cơn các bạn ạ. Nhưng mà trong đó khoảng 80% là con người không cảm nhận được, bởi vì nó xảy ra rất là sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên nói Philippines ít xảy ra thảm họa thì cũng không đúng. Bất kỳ một cơn bão nào các bạn thấy khi mà nó đổ bộ Việt Nam dường như đều quét qua Philippines hết các bạn. Philippines làm sao ạ? Gần như là đầu để đón các cơn bão. Và khi qua Philippines rồi bắt đầu vào Biển Đông thì cường độ của nó có thể giảm đi đôi chút. Ít có cơn bão nào qua Philippines và cường độ tăng lên. Cho nên người Philippines cũng gánh chịu hàng năm hàng chục cơn bão, hàng chục cơn bão nha. Họ cũng khá là quen thuộc với những thảm họa này rồi. Nhưng câu hỏi là tại sao họ lại ứng xử như vậy? Thầy cũng đồng ý với các bạn là người Nhật Bản thì họ có một cái truyền thống văn hóa, đúng không? Lòng tự tôn dân tộc, chẳng hạn như hình tượng Samurai đấy. Bạn thấy là người Nhật Bản họ có cái lòng tự trọng rất là cao. Thua trận thì có thể họ tự sát và họ mổ bụng ra, đúng không? Cho đối phương ngay khi chết mà họ còn để lại cái lòng tự tôn ghê gớm như vậy. Nhưng mà không hẳn như vậy.
chúng ta nhìn vào cái hình ảnh này, chúng ta thấy là họ xếp hàng. Điều gì khiến họ xếp hàng? Họ có đói không? Đói chưa? Nhưng họ vẫn nhẫn lại như thế này. Họ có đói không? Họ cũng đói luôn. Tại sao họ xô ra ngoài đường ăn cướp như thế này? À, nó liên quan đến cái gì ạ? À? Khi chúng ta đói, hành xử sẽ không khác nhau nhiều. Nhưng chỉ có điều là chúng ta có niềm tin rằng sau khi đói thì điều gì xảy ra sau 2-3 ngày không? Những cột sóng cao đến cả chục thước, máy bay và tàu không thể tiếp cận được hòn đảo này. Họ hiểu rằng lương thực, thực phẩm không thể trữ được lâu, 3-4 ngày là hết. Và như vậy nếu không bỏ lao ra đường kiếm ăn sớm thì họ sẽ chết đói. Trong khi đó Nhật Bản hàng năm hứng chịu hàng chục cái thảm họa lớn. Nhưng Nhật Bản là quốc gia như thế nào? À, dự trữ họ ra làm sao? Kinh nghiệm họ như thế nào? Tôi tin rằng tôi có thể đói 2-3 ngày, thậm chí là 4 ngày, chắc chắn là không chết. À. Nhưng đến ngày thứ 5 thì Nhật Bản sẽ cứu trợ tới từng người dân. Đó là kinh nghiệm nhiều lần rồi, bởi Nhật Bản là một quốc gia rất là phát triển, dự trữ rất là tốt. Và tôi có kinh nghiệm nhiều nhiều năm đã chứng kiến Nhật Bản đã hồi phục một cách thần kỳ. Vậy thì cái lòng tự tôn của một con người, những nhu cầu bậc cao của con người nó đã kìm hãm cái việc mà chúng ta bộc lộ ra bên ngoài những nhu cầu hết sức cơ bản là đói để lao ra đường kiếm ăn. Đó, đói không chết. Bởi vì họ có niềm tin rằng họ sẽ được hỗ trợ. Họ có thể đói 3 ngày nhưng ngày thứ 4 là được hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà ngày thứ 3 mà không lao ra đường thì ngày thứ 4 không còn gì cả. Thế là thôi thúc những con người này. Cho nên tốt hay xấu, chúng ta lại liên quan đến vấn đề họ nghĩ cái gì và họ đã thấy cái gì. Chúng ta ở đây đều muốn trở thành người văn minh hết ạ. Nhưng những cái mà chúng ta thấy, những cái chúng ta được chứng kiến trong cuộc sống này thì cái văn minh có thể nó khó được duy trì. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là sức mạnh của một kẻ nào đó về quyền lực, về tài chính nó có thể nó khiến chúng ta thua thiệt rất là nhiều. Chúng ta không được đối xử công bằng chẳng hạn. Đó. Ngay cả tài trợ, cứu trợ, nếu mà không lao nhanh ra thì chúng ta cũng không có. Trong khi đó Nhật Bản làm sao? 10 người dân thì họ có 10, thậm chí 15 phần quà cho yên tâm. Ra sớm, ra trước, ra sau đều có hết. Đó. Nó mới thôi thúc những con người này xếp hàng như vậy. Cho nên nói rằng chúng ta đói không có nghĩa là chúng ta hành xử giống nhau. Đó. Bởi vì chúng ta có cái niềm tin được thể hiện những nhu cầu bậc cao. Đó. Chúng ta không có chết đói. Chứ còn nếu như những con người này mà biết chắc rằng không có ăn trong 3 ngày thì 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày gì đó cũng không có cứu trợ đâu. Lúc đó hành xử có thể khác lắm các bạn. Nhá. Khác lắm. Còn Nhật Bản thì họ có kinh nghiệm cứu trợ rồi và họ không dựa vào mối quan hệ để mà tôi được nhận, anh không được nhận. Nguồn lực của tôi là đủ sức cứu trợ từng người dân và tôi sẽ cứu trợ một cách rất là công bằng. Anh chị không cần phải chen lấn xô đẩy, bởi vì sao ạ? Chen lấn xô đẩy thì người này được, người kia mất à? Xếp hàng cũng người trước người sau, tôi không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có một niềm tin và áp dụng cái lý thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow, nó rất là hay. Rất hay. Lý thuyết IRG của Anderfer, lý thuyết này thì dường như là bổ khuyết rất là tuyệt vời cho lý thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow. Ông ấy nói điều gì? Theo Maslow là chúng ta phải thỏa mãn từ thấp lên cao, nhưng IRG một lần nữa minh chứng, Anderfer một lần nữa minh chứng là chúng ta có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu cùng một lúc. Nếu cái bậc cao không thỏa mãn được thì chúng ta chuyển qua cái khác, nó linh hoạt hơn là cấp bậc nhu cầu. Đó. Rồi tiếp tục lý thuyết về thành tựu, lý thuyết hai nhân tố của Herbert thì cái phần này nhóm Swire đã trả lời rất là tốt rồi. Thầy muốn nói đến một cái lý thuyết rất là hay là lý thuyết của Victor Véron, lý thuyết kỳ vọng. Đó. Đây cũng là phần trình bày của Huyền, cũng khá là rõ rồi. Đó là mũi tên số 1, số 2, số 3. Muốn được thưởng thì phải gì? Nỗ lực. Muốn được điểm cộng là gì? Phải tham gia trong bài. Đúng không ạ? Nhưng cái nỗ lực này thực chất là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái năng lực nhất định và có một cái trình độ chuyên môn nhất định. Đúng không? Người Việt Nam có câu là cần cù, chịu khó, nhưng mà hạn chế hay là thiếu hiểu biết nó sẽ trở thành gì ạ? Nó trở thành gì ạ? Cần cù, chịu khó, lao vào nhưng mà thiếu hiểu biết thì điều gì xảy ra? Đó là có thể trở thành phá hoại. Đó. Ví dụ như một cái máy thiết bị điện tử đi ạ, đó có những cái mạch rất là nhỏ đó. Nếu chúng ta muốn sửa thì chúng ta phải có cái chuyên môn về điện tử. Nhưng mà chúng ta chỉ là một kỹ sư cơ khí thôi ạ. Nhá. Chúng ta banh cái mạch ra là cuối cùng chúng ta ráp là không có được, hoặc là dư vài ba con ốc thì là chết. Nhá. Nỗ lực của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có chuyên môn trình độ nhất định. Đó. Ví dụ như là khi chúng ta lao ra chúng ta cấp cứu một người nào đó mà chúng ta thiếu những cái nền tảng kiến thức nhất định. Người ta nằm ở đất ấy, chúng ta sốc bế nó vào bệnh viện thì cuối cùng bác sĩ nói là đáng ra thì cứ để nó nằm yên, chậm một chút nhưng còn cơ hội, nhưng vì mình sốc lên đột ngột quá thì có thể khiến cho người bệnh làm sao ạ, hết cơ hội sống sót.
Nên có những lúc chúng ta không biết, chúng ta sốc bệnh nhân vào bệnh viện thì có khi lại là thảm họa đối với bệnh nhân. Rồi, khi chúng ta nỗ lực có kết quả, cái performance có, thì tổ chức phải reward, có nghĩa là phải khen thưởng, giống như đoạn clip rất là hay của nhóm đưa ra đó. Cái nhân viên thấy rằng, ồ, công việc ngập đầu nhưng mà làm hết sẽ được thưởng ạ. Yên tâm ha. Thế thì tôi sẽ có reward cho người ta. Dừng ở mũi tên số 2, cũng có thể nói là đạt động viên rồi, nhưng Virom cho rằng phải thỏa mãn số 3 cơ. Số 3 là sao? Đói thì cho ăn, khát cho uống, nghèo thì cho tiền, giàu thì cho cơ hội. Đó là cái personal goal đó. Nhá. Cái này liên quan đến mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Và như vậy thì sao ạ? Chúng ta phải có những động viên, nó đôi khi là phải cá nhân hóa. Cá nhân hóa. Anh ấy muốn cái gì? Muốn cái gì? À, đây là rất hay của lý thuyết kỳ vọng. Lý thuyết công bằng của Jay Adam. Người ta thường so sánh bên trong, bên ngoài. Ví dụ như một nhân sale thì họ sẽ nói, sale Vinamilk 10 triệu sale của PH Trung Mail 10 triệu thế thì chúng ta so sánh bên ngoài thấy là ổn rồi. Nhưng so sánh bên trong thấy được gì ạ? Ví dụ sale Vinamilk 2 triệu, 20 triệu, cao hơn của cô gái Hà Lan. Tuy nhiên, so với ông bảo vệ và ông tài xế lại có lương trên 20 triệu, thì bạn thấy họ so sánh với người khác trong tổ chức thấy là không công bằng. Mình tốt nghiệp đại học, đi làm 3 đến 5 năm, có kinh nghiệm, bắt đầu mình có vị trí này. Thế mà những ông bảo vệ, những ông tài xế có đào tạo gì đâu, 6 tháng nó đi làm ngon ơ rồi, lương trên 20 triệu, vậy thì những người bên trong như vậy là không công bằng. Họ có thể rời bỏ tổ chức không có, họ cũng cho rằng trả như vậy là không công bằng. Mặc dù ra ngoài thì cái mức lương 20 triệu của sale là cao nha, nhưng so với bên trong thì thua ông bảo vệ khiến cho người ta cũng khó chịu. Ok, đó. Và khi người ta cảm nhận không công bằng thì người ta làm gì? Thay đổi yếu tố đầu vào. Đó, cái phần này là lý thuyết công bằng là của Ngọc cũng trình bày ạ. Nỗ lực ít đi, kết quả kém đi, nhận thức bóp méo. Ví dụ ngày xưa mình nghĩ rằng chỗ ấy là phù hợp với mình, nhưng bây giờ mình thấy là họ bóc lột mình quá. Phải bóp méo, thay đổi nhận thức về người khác. Ngày xưa mình tưởng mình với anh ta là làm công việc giống nhau, bây giờ mình biết là công việc của anh ta dễ hơn mình. Và lựa chọn người khác để so sánh. Trước đây thì cùng phòng sale thì mình nghĩ là so với nhau, nhưng bây giờ không phải. Ông bảo vệ, ông ấy lương bằng mình này. Ông ấy suốt ngày ngồi trong bốt này, không phải đi đâu cả. Ông bắt đầu so sánh, thấy mình bất công. Và cuối cùng, bất công nó đẩy đến một điểm nào đó thì người ta sẽ rời bỏ tổ chức nhá. Đây là các lý thuyết mà nhóm đã trình bày rất là tốt rồi. Còn về ứng dụng các lý thuyết tạo động lực thì chúng ta thấy là nó có thể thiết kế những công việc đa dạng hơn, đơn giản hóa công việc, luân chuyển công việc và mở rộng công việc, mô hình đặc tính công việc. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho các bạn xem một đoạn clip vui thôi ạ. Và các bạn sẽ phải làm hai việc. Việc thứ nhất là quay trở lại cái tình huống ban đầu nhá. Và nội dung thứ hai là xem xong cái đoạn clip này, việc của các bạn là viết một chút cảm nhận về nó. Đây, tình huống này là tình huống cá nhân nhé các bạn. Muốn làm cá nhân thì nhóm ta. Thôi cái này làm nhóm cũng được, nhưng có một bài viết cá nhân các bạn sẽ nộp. Thầy sẽ cho các bạn xem đoạn clip. Clip không phải là ngắn đâu ạ. Cũng vui vui thôi ạ. Và sau khi xem xong đoạn clip đó thì thầy sẽ câu hỏi và các bạn sẽ viết một cái cảm nhận gì đó nộp lại. Còn cái tình huống vừa rồi thầy sẽ đưa lên LMS và các bạn sẽ nộp theo nhóm nhé. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn xem một đoạn clip ngắn. Vui thôi ạ, không có gì cả. Một trang thì thông thường là
có bao nhiêu nhỉ? 1.000 từ là cỡ một trang đấy ha. Alo, à, Long ơi. Dạ em thầy ơi. À, câu hỏi thầy để cái text box có thấy không? Dạ em thấy thầy. Sau khi xem xong đoạn clip, bạn hãy viết một bài cảm nhận không quá 1.000 từ. Thầy nghĩ là 1.000 từ có nghĩa là bằng một trang A4 đấy, nhá. Về mối liên hệ giữa với của đoạn clip với chủ đề động viên ngày hôm nay. À, về cái phần trình bày của nhóm bạn Long đấy về chủ đề ngày hôm nay. Bạn xem đoạn clip này thì bạn cảm nhận viết sao cũng được. Ha. À, bây giờ thầy sẽ cho các bạn xem đoạn clip. Rồi Long có nhìn thấy cái màn hình đen có dòng chữ radio. Radio Mania. Ok. Sell. Đây sẽ cho. Rồi thấy không? Dạ thấy thầy, khá đẹp trai. Ok, thôi cho nhiều.
Thank you.
Alo. Dạ. Đây, bây giờ câu hỏi của chúng ta trong cái đoạn clip này nha. Ok, Thảo thấy sao Thảo? Bạn này có chồng người Thảo? Thầy ơi, cái kết mở hả thầy? Hả? Chưa có. Cái kết mở hả? Sao em? Tự dưng sao cái kết hai người đứng nhìn há hốc nhìn nhau vậy? Còn Phúc mà. Hãy cho coi tiếp đi thầy. Còn Phúc em tưởng tượng sao đẹp nhất em tưởng tượng Huyền. Không vấn đề gì cả. Em là tưởng tượng không hồi kết hết. Tại vì sự thật đôi khi nó phũ phàng không giống như là em tưởng tượng á. Thế em cứ tưởng tượng cái gì tốt nhất, đẹp nhất đi Huyền. Thầy biết em đang tưởng tượng cái gì rồi. Nhưng mà em điên. Thầy ơi, nhiều khi em sợ sự thật là đang có chồng quá à. Yeah, em vẫn chưa có cút kết nữa thầy, em cút kết rồi sợ mình có chồng. Tuần này bị nhiễm penthouse rồi. Thầy, em nghĩ là trong cái thời gian đó cô ấy ghi là I got married. Ok. Hay á Ngọc. Rồi phũ vậy hả? Thầy nghĩ là phụ nữ có chồng chắc không bao giờ người ta thả thính vậy đâu em, yên tâm. Thầy đoán là câu đó không phải. Nhá. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi nè, sau khi xong đoạn clip này bạn hãy viết một bài cảm nhận không quá 1000 từ, có nghĩa là khoảng một mặt giấy A4 ấy, về mối liên hệ của đoạn clip này với chủ đề động viên. Viết tự do nhé, đây là bài cá nhân. Còn bài nhóm của chúng ta là bài nào? Bài nhóm của chúng ta là bài này. À, bây giờ các bạn sẽ thảo luận cái bài nhóm này nộp trước cho thầy. Còn bài cá nhân thì thầy cũng đưa lên LMS và chúng ta sẽ nộp trước buổi học tuần tới. Tuần tới chúng ta vẫn học một buổi hay hai ta? Dạ, hình như một đó. Một buổi đúng không ạ? Ok. À, đây là tình huống đầu giờ. Bạn Long bạn ấy có trả lời đó. Nhưng mà sau khi cái nhóm bạn Long bạn ấy trình bày xong các lý thuyết về động viên, thầy hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn để lựa chọn một cái phương án nó phù hợp. Nhá. Yeah. Giải pháp có cơ sở từ lý thuyết động viên. Bạn thầy nói rằng em đưa ra giải pháp thưởng cho anh một thế này, anh hai thế kia, căn cứ vào lý thuyết ABC gì đó. Và tại sao lại căn cứ vào lý thuyết nó? Thì mình phải biện luận. Nhá. Yeah. Thì không phải là em căn cứ vào lý thuyết nhu cầu Maslow, tại sao lại thưởng theo Maslow như thế này, Maslow nói điều gì mà bạn thưởng như vậy nhá. Hoặc là em dựa vào lý thuyết hai nhân tố của Herbert, em dựa vào lý thuyết kỳ vọng của Victor Verome, hay là em dựa vào công bằng của J.C. Adam chẳng hạn. Vậy thì bạn dựa vào những lý thuyết đó thì bạn phải biện luận tại sao lý thuyết đó nó đưa ra cái giải pháp như thế này. Nên bây giờ thôi thầy cho các bạn làm nhóm cho dễ nhá, kể cả nhóm trình bày ngày hôm nay cũng được làm luôn, có nghĩa là các bạn sẽ làm và nộp bài trên LMS, thầy sẽ cài cho các bạn. Dạ, thầy có muốn bổ sung thêm một ý trong cái tình huống là bạn có quyền trong công ty không một thầy? Bạn kiểu có. Kiểu như là giống như là ví dụ mình, bạn ông này là chủ một cái, ví dụ giám đốc của một cái ban ngành nào đó, thì em nghĩ là sẽ có quyền hơn trong một số vấn đề. Giả thiết đầu bài của thầy ngay từ đầu nhá, là công ty này đã chuyển vào tài khoản cho em 20 triệu đồng. Em là người toàn quyền quyết định. Vì sao? Vì những người nhân viên của em nếu được động viên tốt, người ta làm tốt thì em được hưởng. Bởi vì người ta trả thưởng theo nhóm, theo đội mà. Cho nên người ta không care cái việc em trả như thế nào, em đút phong bì em trả cũng được. Hay em chọn cách thức nào là tùy em. Tức là em là toàn quyền trong tình huống này nha. Chỉ là em đút túi người ta, có khi người ta cũng không care, nhưng mà em đút túi mà cuối cùng nhân viên 1, nhân viên 2 người ta biết là ông này ông ấy tư túi, ông ấy không trả mình thì người ta bỏ việc cả ngàn. Thế là ông này mất đi hai người nhân viên tốt, thì cái mất của ông ấy về tương lai nó sẽ không phải là 20 triệu, mất cả 100 triệu, đúng không? Tại vì thông thường là cái phòng của bạn ấy người ta giỏi thì ông sếp sẽ được nhờ, còn nếu mà nhân viên giỏi nó bỏ đi thì sau này cũng bé bét làm sao được thưởng. Chẳng hạn có ngân hàng nhà nó thưởng như này ạ, hay là câu chuyện của thế giới di động rồi, thì bạn thấy là nó thưởng vào doanh số và lợi nhuận. Do đó nếu nhân viên mà làm tốt ấy, thì những ông quản lý cửa hàng sẽ được thưởng không phải là một vài tháng lương, mà nó là thưởng bằng tiền tuyệt đối. Chẳng hạn như là ngân hàng người ta đưa ra target là lợi nhuận 10 tỷ đi, thì nếu bây giờ mà tôi có 14 tỷ thì sao? Thì cái 4 tỷ đó dư ra thì cái anh giám đốc chi nhánh sẽ được hưởng 10%. Vậy thì 4 tỷ đó nhân đến 10% là ông giám đốc cuối năm sẽ được thưởng 4 tỷ đấy các bạn.
Vậy thì ông ấy tư túi 20 triệu này, hai người nhân viên ra đi, ông ấy không đạt chỉ tiêu, ông còn bị phạt nữa, thay vì được thưởng 400 triệu. Cho nên là thông thường sếp toàn quyền. Cảm ơn Long đã làm rõ ý này nhé. Bây giờ thầy sẽ cài ha, tình huống này và các bạn sẽ phải thảo luận theo nhóm. Bây giờ đồng hồ là 10 giờ 28 thì tính là 10 giờ 30 đi. Chúng ta sẽ nộp bài vào lúc 10 giờ 11 giờ tròn nhá. Còn cái bài mà bài cá nhân kia thầy sẽ cài cho các bạn là nộp vào chủ nhật tuần này được, các bạn viết tự do, không sao hết đâu ha. Hôm trước chúng ta đã bỏ được cái chúng ta đã bỏ được cái bài tập của chương số 3. Đây. Nhớ là phải có cơ sở lý thuyết nha. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Rồi, thầy sẽ cài mình. Bắt các bạn nộp bài lúc 11 giờ trục trặc kỹ thuật 5 phút. Dạ, bây giờ tụi em bắt đầu thoát ra làm bài nha thầy. Thoát ra làm bài được rồi các bạn. Thoát ra rồi nộp bài là xong nhá. Dạ vâng. Dạ thầy ơi. Dạ, em chào thầy. Cho em hỏi, nhóm em có câu hỏi là cái phần trong phần tiểu luận á thầy, có phần ứng dụng lý thuyết cơ sở lý thuyết á thầy, là mình sẽ chọn một tình huống lớn để mình ứng dụng các cái lý thuyết trong cơ sở lý thuyết, hay là mỗi một lý thuyết mình sẽ đưa ra một tình huống nhỏ vậy thầy? Cách trình bày thì giống như nhóm của bạn Long, có thể mỗi một lý thuyết em lấy một vài ví dụ cũng được, hoặc là tuyệt vời là em lấy được một tình huống lớn rồi em áp dụng lý thuyết vào thì quá hay. Dạ, là mình chọn cái nào cũng được đúng không thầy? Được, cái nào cũng được em. Dạ dạ, em cảm ơn ạ. Các bạn còn câu hỏi nào không? Không có câu hỏi nào thì các bạn out nhé. Trả lời câu hỏi của Trịnh Thị Thu Thảo là kết thúc set or happy end thì thầy nghĩ là happy đó nhá. Ok, kết thúc như vậy nó phù hợp hơn với
tất cả các bạn. Vậy mình nghĩ sao thì kết thúc như vậy cho nó đẹp. Ok, rồi thầy dừng ở đây, và bạn nào mà không muốn ở trong này nữa thì có thể out ra ngoài nha các bạn.